Na, dann schon mal schauen, wo der am Hart oder Heil, ja. Các bác ngẫm thử xem em nói có đúng không nhá. Cứ cái ông nào có cái tên đệm là Quang hát đều rất hay. Các bác ngẫm xem nói có đúng không? Bỏ khói đi. Thì làm như mình là chuột thì hun khói này. Em xin kể thì các bác nghe. Ví dụ như là Quang Đại hát hay, Quang Dũng hát hay, Quang Linh hát hay, Quang Lê hát cũng rất hay. Mà đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ hát thì lại càng tuyệt vời. Ấy vậy mà chẳng nhẽ Quang Tèo là không biết hát à? Các bác muốn nghe Quang Tèo hát không? Một tràng vỗ tay hát ngay. Từ 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 từ. Ca sĩ cho kỳ hát để vút cho nó bóng bóng tí hả? Ca sĩ chuyên nghiệp người ta vút keo bọt, còn mình không chuyên nghiệp mình vút keo nước bọt. Em xin hát cho các bác nghe một cái bài về kỷ niệm trong cuộc đời của em. Chả là em lại chót có cảm tình với cái cô hàng xóm. Bây giờ em xin hát lại kỷ niệm cho các bác nghe. Bác nào có khăn mùi xoa chuẩn bị bỏ ra thân nước mắt nhá. Bài nó hơi buồn một chút, hoặc không vạt áo vạt váy chuẩn bị vén lên. Đây em chưa kịp hát bài là khóc rồi này. Bài nó đau khổ quá. Đi lại kỷ niệm xưa mà nó chỉ khóc rồi. Mà em là có cái nhược điểm, mỗi khi khóc nước mắt nó ra ít nữa, mà nước mũi nó cứ ra nhiều đi rồi. Đúng rồi. Các bác nghe nhé. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách ngăn cái dầu mùng tơi xanh dần. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách ngăn một sợi dây phơi áo quần. Một hôm tôi đứng tần ngần vì nàng đã cất nhầm quần của tôi. Vì không có sợi mùng tôi cho nên đánh bảo sang chơi tìm quần. Tôi sang chơi chỉ có một lần mà nàng nhớ mãi cái quần của tôi. Bởi vì cô hàng xóm có cất nhầm quần, bây giờ em toàn phải mặc quần rách thôi. May hôm nay đi hội làng em mặc được cái bộ quần áo tử tế. Các bác thấy em mặc cái này được không? Bỏ cho cô đi hội nhá. Các bác thấy em mặc cái này được không? Ai bảo không đấy? Không là không nào? Ấy vậy mà vừa đến cổng ngay đầu làng đây này, gặp một cô bé rất xinh tươi người làng mình luôn. Cô lại bảo, úi dồi, trông anh Quang Tèo hôm nay cứ như là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Chim Đang Sun. Bây giờ cái tên Hàn Quốc có lạ thế thì để... em xin giới thiệu với tất cả các bác, tên chính thức của em là Lê Văn Láo. Sao mà cười? Cười cái gì? Ngày xưa các cụ bảo rồi, đẻ con ra đặt tên con nó xấu xấu cho nó dễ nuôi. Chính vì thế mà bố mẹ em đặt em tên là Láo. Bây giờ mỗi lần ra đường trẻ con nó cãi nhau, nó cứ lôi em ra nó chửi. Cái thằng này đừng có mà Láo nhá, cái thằng này đừng có mà bố Láo nhá. Thế mới khổ chứ này. Em thì một vợ một con, sau khi vợ em đẻ cho em đứa con gái xong, bây giờ cô ấy ra nước ngoài rồi. Cô ấy bảo cô ấy sang làm kinh tế. Người ta đi 4 năm người ta về rồi, mà vợ em đi 8 năm vẫn chưa về các bác ạ. Em hỏi thật, có bác giai nào đây chịu được 8 năm không có vợ bên cạnh không? Hả? Có bác giai nào đây chịu được 8 năm không có vợ bên cạnh không? Có không? Ông nào bảo có đấy? Hả? Có á? Thôi ông đừng có nói phét đấy. Ấy vậy mà em chịu được cái này. Hôm vừa rồi cô có gọi điện từ nước ngoài về, cô ấy bảo alo, hai bố con ở nhà yên tâm nhá, không phải lo cho em.
Em sống ở bên nước ngoài sướng lắm, cơm ăn ba bữa mà quần áo mặc cả ngày, tối thì ngủ với chủ, đêm thì cho chủ bú. Có ba mẹ thấy có được không? À? Sao lại không? À? Được, được. Tưởng vợ em sang nước ngoài làm cái nghề gì? Em làm cái nghề mà tối ngủ với ông chủ, đêm cho ông chủ bú. Úi dồi, em điên quá, em định cầm cái điện thoại em đập cho nát luôn. Hóa ra em cũng là nghĩ oan cho vợ em giống mấy cái thằng cu này này. Vợ chú ở bên kia làm nghề vú em, ông chủ chưa được một tuổi. Trời, chỉ đang nghĩ bậy đấy. May nào cô để cho em đứa con gái con bé là được cái rất xinh, mà đặc biệt là cực kỳ thông minh. Nó chơi cho em 6 năm liền lớp 1. Ở đây có thằng nào học như thế không? Giỏi như thế không? Rồi đến lúc lên cấp 3 là lã cho em 4 năm nữa. Thế là em bảo thôi con ơi, con đừng đi học nữa, nếu mà con học hết lớp 12 chắc là bằng tuổi bố. Thế là thôi cho nó nghỉ, ở nhà suốt ngày đi chơi đi, chả chịu làm ăn gì, chồng thì không chịu lấy. À, năm nay gần 40 rồi mà chưa chịu lấy chồng. Nó này, mỗi lần bảo lấy chồng này bảo là bố kia tao không phải lo. Đàn ông thì 40 tuổi đã già, mà đàn bà 40 tuổi mới ra vấn đề. Thế thế mới kinh như này. Có con gái mình như văn thơ thế. Tôi em xin phép các bác em gọi cháu ra cái này, bảo ba nó cháu. Chứ có khi là sau cái hội làng này có khi cả chồng cho nó luôn thôi. Chứ không để ở nhà như là quả bom nổ chậm nữa. Khổ thân em không như này. Em xin phép các bác em gọi cháu nó ra cái. Trà My ơi, Trà My ơi. Theo cái tiếng nhạc khổ đấy. Thằng nào gọi tao đây? Gọi thằng em. Tắt tắt tiếng nhạc. Trà My ơi, Trà My ơi. Thằng nào gọi tao đây? Các bác thấy nó thế nào? Gần bố nó gọi mà nó gọi thằng nào gọi tao đấy? Trà My ơi. Bố mày đấy. Bố đi nói với con bao nhiêu lần rồi, ai gọi con phải hỏi là ai đấy chứ. Mày cái thằng nào đấy, thằng nào đấy, bố mày gọi là thằng đấy à? Dạ bố hôm nay cứ như là thiến ý, như là gà trống thiến ý. Con bảo ơi, gà trống thiến bố mày. Ông con xin lỗi, hôm nay tôi bình thường. Bố mày vả một phát nhá, bảo đảm răng lợi lưỡi là trộn lẫn với nhau luôn nhá. Khổ quá, nhưng mà mọi ngày giọng bố trầm như thế, hôm nay giọng bố Trà My ơi, con như là cứ tưởng cái thằng nào nó vừa thiến xong ấy. Thiến bố mày cắn cho mình muốn nấu thiến bây giờ này. Này, đi đâu từ sáng giờ bây giờ về? Con đi sáng hội làng. Hội làng nào? Hội làng Trong Khê. Con kể cho bố nghe. Thế gì? Úi ôi, đi sang hội làng từ sáng, bắt đầu mở mắt ra, con diện bộ đỏ đẹp như thế này. Con gặp anh cao 1m80, to cao đẹp trai. Nói tiếng miền Nam. Gặp con đi bảo thế này chứ. Em bảo thế à? Dạ, anh chào em. Thế sao con bảo sao? Thế con cũng dạ, em chào anh. Cũng nói tiếng miền Nam à? Cũng tiếng miền Nam. Giỏi thế. Thế xong bắt đầu với ngắm con từ đầu đến cuối thế này. Con cứ tưởng nó khen mình xinh, nhớ không? Con cứ để nguyên sao sao. Nó lại bảo thế này chứ. Chưa đi chưa biết miền quê, đi rồi lại muốn quay về cho xong. Bởi em con gái nhà nông, quanh năm chỉ biết trồng mông lên rời. Thằng này láo nhỉ. Con điên quá. Nó rồi. Điên cái gì? Con đi vả luôn 4 câu thơ vào mặt như thế này này. Con đáp lại không? Con đáp lại như thế này. Thế nào? Con bảo ai ơi chớ có ngạo đời. Ở đâu lại đến buông lời khinh khi, bởi chi nông vụ đã đến thì mông em không trồng thì lấy gì anh sơi. Các bác công nhận là đến mùa lúa gặt ở quê mình mà không trồng mông trồng tí lên rời thì lấy gì mà sơi, đúng không các bác? Đấy, vỗ tay thật to đi coi em nói đúng. Yeah. Thôi vỗ tay cái gì? Có gì nữa? Con gái em bây giờ nó tự nhiên nó trồng mông này, các bác vỗ tay. Chứ
còn gì nữa. Thế có ngày thì em bị gay đấy. Con gái có đứa thì chổng mông lên. Mày là mày không phải là đi theo dai đâu. Bố mới biết mày rồi. Làm sao? Mày ăn ăn bả với ông chứ đúng không? Ôi trời ơi. Em ơi bố, con sang xong rồi con sang nhà bác chứ tập thể dục. Suốt ngày mỏ mắt về bác chứ thôi. Không phải, con kể chứ không phải nhà bác chú. Bác chứ là bác đi là trường sớm. Mình phải sang đấy thì mình tập văn nghệ, mình trau dồi. Đó, con nói cho bố biết sang mày nhà. Mày phải lòng con sai bác rồi gì? Không, sang nhà bác chứ có một anh lại một anh khách rất to bố, cao đẹp trai. Bố nói luôn nhá. Dạ. Phải lòng con trai bác ấy được. Mà mày vớ vẩn mày phải lòng bác ấy, mày đừng có trách bố. Này bố ơi, con bảo này, bác chứ bác cái nghiêm vận chỉnh lắm. Bố yên tâm đi. Bây giờ thì chả tin bố con nào hết. Này con kể cho bố nghe, con sang nhà bác chứ ấy có một khách, có một người khách rất là đẹp trai ngồi đấy. Đầu tiên anh ấy pha trà mời con uống nước. Thế sau lấy kẹo mời con ăn. Lại cẩn thận bóc ra xong rồi đút vào mồm con chứ. Úi giời, mày lại thích ăn tỏi à? Mày cái gì mà tỏi? Bố mày có vào mạng vừa rồi nghe thấy con gái mà bị nó nhét tỏi vào mồm không? Này, bố yên tâm đi, con tha nhét vào mồm nó thì thôi. Còn lâu nó mới nhét được con. Thế nó cho mày ăn kẹo mày có ăn không? Nhưng nó bỏ bùa mê thuốc lú vào thì con gái con đứa thì có phải nó cho mày đi ăn. Này, bố yên tâm đi, nó chưa mê con thì con đã chủ động mê nó rồi. Con gái ơi, con gái con đứa sao lại dễ dãi thế? Này, thế xong thấy con Trinh nhá, cứ liệng quanh con một vòng, con cứ để nguyên xem sao. Thế xong tiếp tục lại liệng quanh con một vòng, con cũng cứ để nguyên xem sao. Thế xong bắt đầu dần dần anh ấy mới ngó chạm vào mông con thế này này. Ôi trời ơi, lúc bây giờ tất cả cơ quan đoàn thể của con nó rủn hết cả ra. Ôi trời ơi, con đây là con thế giỏi này. Con gái có đứa nó về ý tứ cho mày. Cái đàn ông nó chạm mà mày rủn ra thế à? Hay thì bắt con nói cho bố biết là cái dây điện này nó cứ chập vào thế này là tao tué lửa ra một cái nhá. Thế xong lại còn hát nữa chứ. Nó hát thế nào? Anh ấy cứ xe chỉ ô mây kim anh luồn kim, ô mây kim anh luồn kim, ô mây kim anh luồn kim. Này, sao mày cứ luồn kim mãi thế? Thế bài nó có mấy câu thôi à? Con cứ thấy anh ấy xe chỉ mãi. Sốt ruột quá con mới điên tiết, con mới bảo à tóm lại là luồn vào đâu thì luồn. Ôi trời, này con ơi, thế nó đang luồn phải chưa? Đang chuẩn bị luồn thì bố gọi con về. Điên hết cả người, tiếc ơi là tiếc. Quả này chết quát phải tổ chức luồn lại mới được. Ôi các bác ơi, phúc tổ 70 đời cho nhà em. Giá mà nó để hát trọn vẹn bài xe chỉ luồn kim thế này, tôi cái bụng nó to ra thế này thôi, cả đời em lo lắng hết rồi. Tối nay hỏi con về để làm gì đây? Ôi trời, thế mày không thấy hội làng mày làm thế to à? Hội làng to thì việc của hội làng chứ. Bác chứ bác ấy nói là bây giờ đấy bố con mày xem về nhà có tiết mục bố bác ấy ra khoán trắng cho bố con mình đảm nhiệm đêm văn nghệ. Mà con bảo này, hội làng nhá, tổ chức mời tất cả ca sĩ ở Hà Nội về. Có cả thằng Quang Tèo với con Trà My đấy. Hai đứa đấy nó diễn kịch. Này, cái thằng Quang Tèo nó toàn đóng vai chăn vịt đúng không? Đúng rồi, mấy con Trà My nó toàn đóng vợ thằng Quang Tèo thôi. Cái cặp đấy, cặp đôi là cặp đôi rất hoàn cảnh đấy. Đúng rồi. Này, có hai cái đứa đấy nó về nó diễn với toàn bộ ca sĩ hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Thế bây giờ bác chứ bác bảo thì bố con mày xem có cái gì mà nó cáo thủ hơn nữa thì coi như là mang ra biểu diễn. Quan họ gì? Để so gươm. Con ơi, bây giờ bố mới phải công nhận là bố đã từng đi rất nhiều nơi nhưng mà về đất Bắc Ninh bố mới thấy là công nhận là người con gái Kinh Bắc rất đẹp. Đẹp đến mức độ nên thơ. Nên thơ. Thơ là thế này. Em là con gái Bắc Ninh. Em nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo. Nhưng riêng nghệ sĩ Quang Tèo em nghiêng thoải mái vì teo mất rồi. Con công nhận đi nhỉ. Này, gia đình chùa con phải nghiêng mà Quang Tèo đứng hiền ngang cái này không chết được. Này, nhưng mà thôi bây giờ theo con nhé, bố con mình tính xem là văn nghệ như thế nào để tối biểu diễn cùng ngồi làng cùng với lại các cô các chú văn nghệ sĩ. Khổ quá, bố suốt ngày bố ra đồng chân vịt, bố làm sao biết văn nghệ. Bố có cái bài thơ về con vẫn nhớ, và cái bài mà tình yêu đôi lứa đấy. Hay là
bố cứ hát cái bài truyền thống gia đình nhà mình đi. Truyền thống gia đình đi. Bởi vì trong ngày hội làng ấy là rất nhiều các em thiếu nhi. Đúng rồi. Con phải hát cái bài truyền thống gia đình nhà mình bao nhiêu đời đấy chăn vịt ấy. Ví dụ như là cái bài mà một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng vịt 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 vịt. Đúng rồi. Gặp vịt cái nó nặng nặng đòi cưới, cưới xong rồi nó viết giấy ly hôn. Này, con bảo cho cuối cùng là hai con vịt đấy nó có ly hôn không? Thế nó trẻ con nó chả ly hôn này. Đúng rồi. Nó đã đủ tuổi đâu mà. Bây giờ có cái bài tình yêu treo lủng lẳng. Hả? Tình yêu treo lủng lẳng bố thuộc không? Là bố hát cái bài phê phán người đàn ông có vợ rồi mà vẫn đi cặp bồ cặp bịch. Cặp bồ cặp bịch nhá. Ừ. Được rồi, theo con bố hát cái câu đấy đi. Bố hát cái bài đấy trước đi. Nào. Bố sẽ hát cho con nghe, con duyệt thử xem nhá. Vâng. Cái bài này là cái bài phê phán người đàn ông có vợ rồi mà còn đi cặp bồ cặp bịch. Để ví dụ ở đây chẳng may ông nào đã chốt có bồ, sau khi nghe bố hát xong phải nhanh chóng bỏ bồ về vợ luôn. Này, con bảo này. Mọi người ủng hộ không? Một tràng vỗ tay em hát này. Con bảo này, cái bài này, riêng cái bài này con nghĩ là bác chứ và cái chăm chú nghe lắm đấy. À. Nào. Bố đang lo là bố hát xong bài này ông chứ ông lại ghét bố ấy. Bác chứ với cả bác Sơn thì bác anh chăm nghe lắm đấy. Bố hát đi. Ông nào có bồ kiểu gì ông chẳng ghét. Vâng. Nào. Nghe này. Ai trên đời mà chẳng có bồ, bồ được gọi là cưng. Vợ thì sống công khai, cưng nằm trong bí mật, cưng được yêu hơn vợ, vợ được một thì cưng được hai. Cưng được hai. Vợ mà muốn đi chơi nhưng mà ta thì bận, cưng mà muốn đi dạo bận thì bận mà đi thì đi. Gặp những lúc hiểm nguy vợ bên ta kề cận, cưng biệt tâm biệt dạng, chỉ có vợ là number one. Đấy là... bài này các bạn ơi, bố con diễn hội làng thì chỉ có chuẩn lên con này. Nhưng mà bố thấy có vẻ vỗ tay hơi nhỏ, chứng tỏ đây cũng rất nhiều ông có bồ đấy. Để bố kiểm tra xem ông nào có bồ bố biết ngay. 1, 2, 3 vỗ tay này. Bố ơi, toàn sợ thấy các mang, cháu thiếu nhi vỗ tay thôi. Sợ mang tiếng có bồ vô hết rồi. Đúng rồi. Không được, các chú ấy toàn vỗ tay túi quần thôi. Nhá. Riêng bác chứ bố tia là không thấy vỗ đấy. Đấy, đúng rồi. Bác chứ không vỗ. Bây giờ có cái bài tình yêu treo lủng lẳng. Nhưng mà cái bài này con không thuộc mấy. Con không thuộc thì bố hát đỡ cho con nhá. Bố không thuộc đâu. Không. Bố cứ đệm thôi nhá. Bố cứ đệm thôi nhá. Tất cả chưa từng nghe cái bài tình yêu treo lủng lẳng. Mà làm gì có bài gì tình yêu treo lủng lẳng. Tình yêu bên cửa sổ. Bên cửa sổ. À, tình yêu trên cửa sổ gì? Kìa, bố nhìn cửa sổ kia kìa. Ok. Bắt đầu nhá. Okay, có con đôi đang yêu nhau kìa. Rồi. Nhẹ. Động nó biết. Nhau đấy. Cao cao bên cửa sổ có hai người. Từng từng. Đường phố ơi, hãy yên lặng cho hai người. Từng từng. Chim ơi, đừng. Từng từng. Hoa ơi hay. Từng từng. Và cây ơi lấy thật khẽ cho đôi bạn trẻ. Từng từng từng. Khi mặt trên bình yên anh lính về. Từng từng. Cô gái vừa. Từng từng. Họ. Từng từng. Họ. Từng từng. Họ đón nhau rồi mùa xuân cùng. Từng từng. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có. Từng từng. Và. Từng từng. Tình yêu đâu chỉ có. Từng từng. Và. Từng từng. Cuộc đời con có cả những. Từng từng. Này, bố không thuộc có ghi đệm chứ từng từng vào hay đấy. Đấy, bố đệm như thế rất chuẩn luôn. Hay không các cháu? Đệm từng từng vào được không? Từng từng hay thì phải vỗ tay. Bố này, bố, theo con nhá, bài đấy là ổn rồi nhá. Tất cả các cô các chú là hát chèo rồi quan họ các thứ. Bây giờ bố con mình chơi tí cải lương cho nó máu. Cho nó khác lạ đi. Cải lương nhưng mà nó phải liên quan đến đình chùa. Không, hay lan điệp, lan điệp. Điệp lan con diễn cái lan.
điệp ở hội làng nó mới hợp. Bây giờ bố đóng điệp, con đóng lan. Hay là thì màu lên chùa ấy. Không, khiếp, thì màu lên chùa không được. Bố đóng vai điệp, con đóng vai lan. Cô xin đấy, để cho bố con cô đóng thế phát đã. Rồi, được rồi. Thôi được rồi. Bố đóng vai điệp và con đóng vai lan nhá. Nào. Đây nhá bố ơi. Bây giờ bố đóng điệp nhá. Con bắt đầu này. Ăn điệp. Điệp ở đâu? Chính mày là thằng điệp đấy. À bố là điệp. Bố điệp là thằng bố là bố mà bố là điệp. Khổ quá nhưng mà bố đóng giả là điệp. Hiểu chưa? Đây là đang diễn thôi mà. Đóng giả là người yêu con. Bố quên mất rồi. Con gọi lại. Nào, ăn đi Hiệp. Ơi. Khổ quá bố đừng có phô như thế mà bố lan. Đấy, thấy nhá. Nào. Ăn đi Hiệp. Em Huy cứ giống BD quá cơ. Cái con này mất dạy. Bố mày bảo ơi, thì mày bảo nó như thế nó khô. Bây giờ bố bảo lan thì mày lại bảo BD. Chứ mà bố cứ tình cảm mỗi bên lan bình thường thế này thôi mà. Lan bình thường là lan thế nào? Nào, anh đi Hiếp. Lan bình thường. Khổ quá. Con bảo bố chỉ là gì là bình thường là lan thế thôi. Nó tình cảm một tí thôi, nó có lan bình thường. Mệt quá. Ăn đi em. Lan thế thôi. Bố đi sang bên này. Mệt quá cơ. Nào. Ăn đi em. Lan. Ôi dồi ôi, quát cái gì đấy. Nhẹ nhàng một chút nữa. Chụp lên. Ăn đi em. Lan. Khỏe lên một tí nữa. Nào, ăn đi em. Lan. Ăn đi em. Lan. Mình cười cái đéo gì. Cười cười. Thế mày bảo bố mày lan nhẹ thì bố nhẹ rồi còn gì đâu. Cười gì. Ăn đi em. Lan. Sông nhỏ chung quê xưa em dò dò mong chờ. Xin điệp đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà. Trung đô thành đầy xa hoa cám rộ. Xin lan đừng để mình xa ngã bê tha. Cái câu hình như nó của Lan ấy. Con điệp thôi. Lan. Ăn điệp. Lan ơi. Em mới khóc nửa đi. Mỗi giọt nước mắt của em rơi cũng phần nào làm cho anh buồn tôi. Nhưng Lan ơi, hãy con đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao tiếng yêu thương còn âm vang trong gió nghĩa nặng quần gái mà đã trong tình. Bố bây già rồi thôi. Lan ơi, anh biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình. Anh Điệp. Trong khi đó thì đối với Lan, anh là người bạc nghĩa. Với bác Tú bên nhà anh là kẻ. À quên, bác Chứ. Với bác Chứ bên nhà anh là kẻ bội nghĩa giống anh. Trời ơi, anh là kẻ điên cuồng khờ dại, làm tan nát lòng Lan, còn gây cố lụy cho cả làng. Bố thấy. À, còn là không gì đây. Lan ơi. Sao nữa? Ăn cắt tóc đây không phải gì chán đời mất mang. Rồi. Mà ăn cắt tóc đây là để cho mát cái da. Đâu. Con đi, con hát rẽ đây đi. Sao? Bố chưa nhầm thuộc lời. Nhầm. Thế bố có phải diễn viên cải lương đâu. Thôi bố hát cải lương thế là được rồi. Hay là
con mình giả vờ như là cô nhá chèo của quân đội làm cái tị màu lên chùa. Như nào? À, bố đóng thì màu đi, con đóng thầy tiểu. À, nào, bố đóng thì màu. Nào, ra diễn nào, con chú tiểu nào. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ây mấy này thầy tiểu ơi. Thầy tiểu ơi, lại đây ăn em một miếng trầu rồi. Rồi đừng mò em gõ cho nào. Niệm thầy tiểu Nam Mô gì? Thầy gió đâu ý. Người gì mà thấy gái thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hết rồi à? Thì mẫu diễn dở dang. Con đã hát con cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thế thì con hát cái gì nữa? Hát thế nó về nó à? Nó về hả? Thì về đi. Hả? Về đi, bố về luôn đi. Về gì? Về luôn đi. Bố đi về nhá. Khoan, tình đã ly tăng thì thôi mỗi đứa người một ngã chuyện tình năm cũ thôi hãy quên đi còn nhắc làm chi cho thêm sầu thêm khổ thêm nhớ thêm thương sầu hận thêm buồn. Con gái nhà hát tốt nhỉ. Đó. Này, con hát, con hát được cải lương mà cháu giờ con hát cho bố nghe nhỉ. Con phải đợi hội làng Trâm Khê thì con mới hát nhá. Mà bác chú bác yêu cầu là hôm đó con phải hát cải lương. Nên chính vì thế con phải dành cái câu cải lương đắt giá nhất để dành cho hội làng Trâm Khê. Bây giờ bố con mình nhá, chào các bác con rồi đi ra hội làng. Bố vẫn thích con hát cái tích là thịt chó ấy. À thịt chó gì? Ngày xưa con nhớ con yêu với anh mà cái anh hay đến ăn thịt chó cho mình nhé. Đây nói thật với các bác là ngày xưa bố em có cho em yêu một cái anh bán thịt chó. Thế khi là hai đứa giận nhau ấy thì coi như là em đổ cô vọng cổ mà cuối cùng anh bán thịt chó đây anh ấy không bỏ em nữa mà anh ấy vẫn yêu em nhưng đến bây giờ em vẫn chưa lấy được chồng. Bố đóng giả làm cái anh bán thịt chó nhá. Bắt đầu giận nào. Thôi không nói nhiều nữa. Anh còn nhớ không? Mà sao? Ngày xưa anh mới yêu tôi thì ngày nào cũng sang nhà người ta ăn thịt chó. Em bán hàng hay sang ăn ủng hộ gì đó? Cũng nói năng thân thớt, cũng cười nhăn cười nhở, cũng sờ cũng mó cũng ngó cũng nghiêng cũng làm duyên làm dáng cũng tán lăng nhăng. Anh yêu em như quậy nhớ trăng như răng nhớ lợi như sợi nhớ bông như sông nhớ suối như bưởi thương. Bông. Thế mà lúc nào cũng nói là anh yêu em mà như yêu cả cái cố lòng. Tình anh khát khao mặn nồng như sữa mần, như thịt luộc ngọt ngào cống với củ xiềng thơm. Chính xác luôn. Như bát bún sau lòng ăn một miếng không quên, dấu chiếc xuống âm ti còn nhớ mày. Mãi mãi tình anh đối với tôi như mùi trà chó. Thế mà giờ đấy anh như chó đều nhất ở trên trời. Con đang tưởng mình vả bố mày đấy à? Con xin lỗi bố. Con cứ tưởng cái anh ấy ngày xưa con chút hết căm giận lên thì con đánh. Còn cái hỗn này láo rồi mất chạy. Con xin lỗi rồi mà. Các bác cho em xin một tràng vỗ tay để em về em ra biểu diễn đấy. Thôi, bây giờ chào các bác rồi bố con mình đấy, về. Về qua cho ông chứ đây nhé. Vâng ạ, bố con em xin phép. Về nhóm chứ để duyệt kịch bản cái đó tí ra diễn ạ. Dạ vâng ạ. Tôi xin chào các bác ạ. Chào các bác.